Là bác sĩ là chẩn đoán là mà chú ngừng thở chưa? Thì mình máy nó tím trơn đâu còn thở nữa. 11 bác sĩ cũng không sống rồi. 11 ông bác sĩ khám luôn. Lúc đó là ở nhà mình dọn nhà hết hả chú bé? Trời ơi, che gạp rồi luôn. Dạ, tới ngoài lộ luôn. Người ta thương đó. Người ta đi nhà bánh ăn cu. Chào cô bác anh chị, chào cả nhà. Thì hôm nay có dịp mình về phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, tìm đến hoàn cảnh của chú bé, người mà được mọi người đồn đại rất là nhiều, đó là có khả năng chú chết đi sống lại. Có nghĩa là chú mất rồi trong một khoảng thời gian nào đó thì chú sống lại, và đây là địa chỉ nhà của chú. Hôm nay đến đây gặp chú vào một buổi sáng, mình sẽ cùng cả nhà đi vô để tìm hiểu cái hoàn cảnh của chú như thế nào. Đây là nhà của chú. Dạ con chào chú. Dạ con chào cô. Dạ. Dạ con chào chú ạ. Dạ con chào cô. Chú bé năm nay bao nhiêu rồi chú? Tuổi 75 rồi. Chú 75 hả? Mà cái năm chú chết á thì 70. Mà chú chết một tiếng đồng hồ. Ngưng thở một tiếng đồng hồ. Trời ơi, hết thở luôn mà bác sĩ là 11 bác sĩ cứu không sống nữa. Lúc đó là chú ở đâu? Bệnh viện Thốt Nốt á. Bệnh viện Thốt Nốt. Lúc trước đó là chú bệnh gì mà bác sĩ nói chú chết? Hôm đó thì chuyện sau này bác sĩ nói là tim với bao tử huyết áp mà ba cái này ngập rồi. Rồi đây bắt đầu nhà này mở cửa hết trơn, che rạp rồi hết trơn. Nhưng mà chú, con hỏi là chú chết là bác sĩ là chẩn đoán là mà chú ngừng thở chưa? Thì mình máy nó tím trơn đâu còn thở nữa. 11 bác sĩ cũng không sống rồi mà. 11 ông bác sĩ khám luôn. Rồi mấy ông mới kêu thôi chở gì về đi. Rồi ở đây thì hai ba cái máy khỏi nó quạt chạy. Quay chạy đó mà quay không chạy đó. Quay hai cái vỏ không chạy. Chở về đâu cơ chú? Chở về nhà đang trốn. Từ Thốt Nốt chở về nhà. Năm đó là năm mấy chú? Năm đó mà tôi 70 tuổi. Năm đó còn cầu rắn đó không? 70 tuổi này là chắc 2014 quá. Là năm 2007 đó. Dạ, lúc đó là chú lên nằm ở bệnh viện ở trên đó lâu không? Lâu, ở đây nè, nó mệt quá, cái chở ra đi, tôi nói thôi ơi, đừng chở, không sống đâu. Thì chở ở bệnh là nó mất thở luôn. Là có nghĩa là ở tại nhà này, chú có dấu hiệu là giống như là mệt nhiều. Mệt nhiều. Huyết áp đồ mệt nhiều rồi, con cháu chú chở đi. Rồi chở qua bên kia luôn. Chở bển là mình chết luôn. Mình mấy nó tím trơn mà mấy nó tím trơn nên thôi. Lên đó là bác sĩ là lên khoa cấp cứu là khám liền. Trời ơi mấy ông súng dậy nóc trời. Là trước chết đó hắn là chưa có quá 5 ngày nữa là đi nhà thương rồi. Dạ. Vì đem về nhà chiếc gì 4-5 bữa cái đi nữa rồi đi qua viết cái đồ tôi không có dẹp, tôi để vỏ đâu. Rồi bác sĩ chẩn đoán chú chết rồi sau đó chở về. Không có chở, bị hai cái máy quay đâu có chạy đâu chở. Cái tới chừng nào xong mà chừng tiếng hay tiếng rồi đó, xong lại ngoe ngó đó. Vậy là sống tại bệnh viện hay chạy về? Trời, sống tại bệnh viện. Ở dưới ghe. Ở bển luôn à. Rồi bác sĩ kêu bác sĩ lại là bác sĩ nói trời ơi ông sống đỡ rồi đâu có sống. Vậy là đây đúng được 5 năm. 5 năm. Bây giờ sức khỏe chú, cái bệnh của chú còn không? Không, bây giờ sức khỏe nó mạnh hơn hồi trước. Bây giờ còn tim huyết áp đồ, tim mạch đồ còn không chú? Cũng còn, nhưng mình cũng đi uống thì trần ngoại đó, khám mình uống á. Rồi lúc mà trong cái tâm trí của chú á, lúc mà chú chết, người ta nói chú chết là chú mất rồi, chú trong cái tâm trí của chú lúc đó chú biết không, cái khoảng thời gian đó chú biết không? Cái năm đó biết mình thâu thấy mình đi chơi. Tôi thấy đi Long Xuyên chơi nha. Cái bắt đầu tôi nhớ trực sao mình đi. Thôi trở về. Trở về đây nè, trở về đây tôi thấy nhớ trực lại nói rằng mình nằm nhà thương mà mình về đây chi tôi mới trở về bển nó mới nhập vô lại. Chú đi. Thấy đi rồi mình thấy về đó. Về mà về đây rồi mình nhớ trực nó mình nằm nhà thương rồi thôi mình đi qua bển. Lúc đó nó đang đi. Lúc đó có cái ánh sáng nào mà dẫn chú đi không hay là chú tự đi? Tự đi à, mình thấy tự tính tự đi chơi. Đi xong rồi gặp tới chuyện ổng mạnh tôi hỏi sao ông đi vậy, ông có thấy quen ai không đó? Không, nhìn thấy là quắc cái thôi chứ gì. Cô ơi, mình có thấy dạ. Cái gì không?
Lúc đó thì người ta đi chợ này kia nhóc chứ. Lúc đó nhóc ngự trên mà không quen, ngự dạ. Thôi lạ quá à. Là thấy người bình thường không quen. Cô nhưng mà lúc đó là điện về đó. Rồi cô ở nhà là nhà cô hai thằng trai chở ông đi, ổng ở chính giữa hai thằng thằng chở thằng ôm. Còn tôi với dâu rồi đi sau mà ổng ngồi bánh trước rồi tôi đi sau cái tôi qua phà cái nhỏ tôi bị bánh chết rồi cái cho thằng thứ năm mấy nó cái nó gặp tôi với phà đó nó má ơi tía chết rồi. Cái tôi cái đó tôi cũng khùng tôi rồi tôi đi lơ tới đi lui tới lui cho với phà mà bà Hà nó chạy đi mà mình tưởng nó lên nhà không à. Mất bình tĩnh à, qua nhà thương cái tôi xô cửa tôi vô bác sĩ đâu có cho ở chổng có mình thằng con lớn giữ ổng thôi còn nhiêu ra ngoài bàn đứng chân rồi một chết rồi thôi tôi lết thôi là lết. Rồi lúc đó là ở nhà mình dọn nhà hết hả chú bé? Trời ơi, che gạp rồi luôn. Dạ, dạ. Tới ngoài lộ luôn. À, bị tôi người ta thương đó. À, người ta đi nhà mua bánh là ăn với cúng rồi mua chừng 2-3 tháng. Là ta đi lại, ta phụ giúp tiếp. Ờ, ta đi nhà với bánh rồi, ta đi. Người ta đi lại sẵn, ta phụ sẵn rồi. Dọn nhà ra. Kêu, mua đá cát đồ sẵn được rồi à, mà chưa có chở tới nhà cỡ là cỡ ăn sinh minh đó cái người ta có cho có gian ba cái sắt không hả à? Sau khi mà dạ. Chưa có trở lại nha thì cho hay hồi lại rồi rồi sau khi mà biết chết đi sống lại chú có sau khi hoàn hồn lại á có nghĩa là sau khi mà chú tỉnh lại đó thì chú sao cái cảm giác chú sao thì tỉnh lại nó mạnh tới luôn à mạnh tới luôn ở nhà lúc đó cô bất ngờ dữ không bất ngờ chứ sao chuyện lạ gì không có sợ luôn con ờ bác sĩ nói 100 ông chưa có sống được nữa đừng nói một ông nằm ở trong trong cái phòng ấy đó mà phòng cấp cứu rồi mà đâu ông sống rồi lâu lắm ông mới tỉnh lại ông mới biết thôi ông xách cái chai nước biển ông đi gì nè bà ở trần nha bạn quần dài mà ở trần bận đồ nhà thương đó ông đi gì nè ông nói ổng là anh của ông Nguyễn Vũ ông nói sàm sàm ông nói tầm bậy bạ vậy đó lúc đó giống như chú chưa tỉnh tâm rồi nó, tại ông nó mạnh rồi chứ nhưng mình nó còn nó chưa cái gì ông nói này nó nọ ông nói sàm sàm nói sàm sàm con tôi cũng sợ nó không biết ổng vậy chứ sống được không sàm yeah. Vậy mà thời gian lâu có tới giờ bình thường rồi sau khi đó thì chú có cái năng lực đặc biệt vậy không chú có cái gì đặc biệt hơn so với trước đây không thì bây giờ từ hồi sống tới giờ thì đặc biệt sau đó mình làm bệnh được ừ. Bây giờ bệnh mình chữa giò chữa tay chặt chân này kia là lại tôi làm hết chặt hết luôn hả chú hết trời luôn mà tôi già tha trà nước đá không chứ không có giặt thuốc men mà tay tôi ngộ lắm bây giờ tôi vuốt tôi sửa hay gì là linh lắm linh hả chú hả ừ. Chứ mình làm bây giờ ngộ lắm, ví dụ như bệnh nào nặng mấy ăn là tôi làm mấy ăn làm như tôi chuyển cái này mình qua mình ta được hả chú hả? Ừ, rồi chuyển cái sức mình qua bản này hình như là nó có cái có truyền cái lực mình như mình truyền công lực qua bên kia đó dạ bây giờ mà giờ ta đồn á bây giờ mà bữa nào cũng có lại bị nó đồn về đây chú có lấy tiền không? Không cái dùm ta như cái bà này báo bệnh em mới đi ở dưới thành phố ngoài mà về cái tay gì mà bà dở không lên à. Lại tôi rồi mà tôi làm hai lần hết trơn giờ bà mạnh khù đồn chú bé năm nay 75 bảy lăm nhà chú có mấy người nhà tôi 7 thằng trai đó 7 người con trai ừ. Rồi hiện bây giờ là mình làm gì sinh sống chú bây giờ nó đi thành phố nó làm trơn rồi mình tôi với bà ở nhà không à đi mấy đứa dạ, con cây, vợ con cây, có vợ con hết chưa chú có vợ con trơn rồi bảy thằng dạ lúc đó là chú dù chết đi sống lại đó thì lúc đó sau khi đó là con cái mừng dữ không chú mừng nha vợ nó mừng á dạ nói chung là cái tìm hiểu hoàn cảnh hôm nay con mới biết là chú là như vậy nó con có một cái sau đó có một giống như một có một cái năng lực đặc biệt hả chú hả ừ. Dạ. Bây giờ nó đặc biệt lắm. Bây giờ bữa nào không có là bệnh lại điều trị mà dạ. Hồn mà lại tôi là hết lại tôi hết dạ. Nhiều người ta có, biết đến có người là... lại đây mắc kè vô dạ. Tôi gớ tôi làm rồi bắt đầu đi kè về luôn ừ. Nói sao nó hả linh rồi con thấy sức khỏe của chú bây giờ cũng khá là tốt gương mặt của tốt. Chú hồng hào ừ.
bây giờ nó làm ngộ như làm như nó đổi lại là còn trẻ lại vậy đó. Dạ. Ừ, bởi vì cái năng lực bây giờ nó mạnh dữ lắm, sức sống của chú mạnh hơn. Ừ, bởi vì bây giờ mà cái bệnh nào mà xương sống bị nặng quá ra là tôi trị, là chiều tôi đi uống cà phê là ví dụ như nó cũng bớt cái bệnh, nó giảm mà mình dạ. Nhẹ của mình qua bệnh, chuyển qua bệnh. Dạ, có nghĩa là từ khoảng chú lúc trước là chú chết đi sống lại là khoảng tiếng mấy nha? Tiếng mấy lần mà. Dạ. Ừ, tôi nói chú là chừng sống mà bác sĩ nó vô rồi nó nói bó tay. Bây giờ tôi qua bển là bác sĩ nó gặp rồi nó cười à, nói tại ông nội này không sống tới giờ. không tin được. Nhưng mà kể thì chỉ có như chú thì kể thì nó rất là tận mắt chứng kiến thì mới biết được, có đã từng trải qua thì nó mới biết được hay cô. Chứ như con chia sẻ trên mạng như thế này, có một số người nhầm khi người ta không tin, người ta nói mình là kể cái đó rồi người ta không tin nữa, nhưng mà nghe chú kể từ tường tận chi tiết vậy thì con mới thấu hiểu. Bởi vì người ta chưa thấy, người ta không có tin. Dạ. Người ta nói mình nói dốc. Dạ, sớm ngày nào biết chứ. Dạ, em này biểu để cái bản này rồi tôi nói tôi để lại. Chị... Rồi, con cảm ơn chú bé nhiều ha. Con cảm ơn cô, chúc cô với chú bé sức khỏe ha. Dạ dạ. Chú cho con hỏi về cái chú bé đó chết đi sống lại là có thật không nha chú ha? Có thật hả chú ha? Có thật. Dạ. Bởi vì lúc đó thì ông nằm viện, ông mất, ông chết rồi thì hôm nay tôi với con không có mà vừa mở càng cửa ra để là đem về. Là chú dọn nhà tiếp luôn hả? Tiếp, nhưng mà trong khoảng đó thì nửa tiếng hồ thì bệnh điện qua thì nói là ông sống lại rồi. Lần này tôi mới dẹp cửa để đem gắn lại. Kêu các đá xi măng luôn. Là lúc đó kêu ở nhà là kêu dọn nhà các dọn đá. Nhà các đá đã cũng đem xe ta chuyển tới rồi, nhưng mà nó sống rồi rồi thôi là. Nhưng mà tại sao là chú bé lại ở bên bệnh viện, chú đi qua bệnh viện thì đi qua bên bệnh viện nằm ở đó không? Ý con nói là lúc đó là chú bé bệnh nhiều hay sao? Bệnh ông thì như vậy rồi đưa bệnh viện nó lúc mà bệnh đó. Rồi khoảng mấy ngày thì chú bé đó nó chú bé mất. Không biết sao mà nó đưa luôn, lâu quá cũng quên khoảng đó. Không, đó có gì nè. Đầu tiên á là cũng như ổng bệnh, ổng nói là ổng đầu. Dạ. Nhức đầu, cái đầu ổng mới là người nhà nói kêu ba về chở đi bệnh viện. Dạ. Ba cũng nấu cơm từ thiện tiếp tôi ở bên đầu cầu bên kia á. Dạ. Ở bên góc cầu kia á. Rồi đầu mới kêu về. Kêu về thì nói ổng bệnh nặng rồi chở đi. Vậy đó, rồi qua bển nặng hay là ổng chết. Chút xíu là ổng chết. Chết rồi cái ổng sống lại. Là ở bên này mình dọn nhà luôn. Ở đây dọn nhà rồi này kia, cắt đá xi măng này kia, người ta kêu rồi đem lại rồi ngồi chân đó. Sẵn nói chung là đồ lắc cho rồi hết mới đó. Sao đi sống lại không biết. Dạ. Không mà đỡ. Lâu chưa chị? Khoảng năm hết chưa? Năm mà. Làm lúc nào còn lúc này nè. Hai năm chứ. Lúc đó thì lâu rồi, cây cầu với các cái là... Thì sau này nghe nói chú bé cũng có lúc trước là không có biết sửa tay, nhưng mà biết sửa tay thì sửa chừng. Rồi, đúng rồi, sửa tay hay đó, sao lại sửa. Dạ. Kỳ tích thì công nhận hay. Công nhận hay, rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ con cảm ơn chú luôn nha chú. Tại con muốn coi xác thông tin gì đó là có thiệt hay không. Rồi con cảm ơn chú sức khỏe. Dạ.